Hi hi hi. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào Bảo Lộc. Và ngày hôm nay giống như trên phần title sẽ là lần đầu tiên mà Lộc make up cho mẹ. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Lộc khoe mẹ của Lộc cho tất cả mọi người đó. Hồi trẻ chỉ đẹp lắm em má ơi. Mà do hả càng lớn cái cuộc sống mưu sinh á, sau đó chị chửi chồng nhiều quá, bây giờ nhìn chị căng thẳng lắm. Mọi người hay hỏi Lộc á là có cắt mắt không, có cửa mũi không, có bơm môi không, tóc là tóc thiệt hay tóc giả? Ôi trời, tôi không có cơ cấu gì hết nha mấy má, mà là di truyền hết từ ba má của mình. Và bây giờ trước khi mà gặp cổ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những hình ảnh xinh đẹp lúc trẻ của cổ nhé. Ta-da! Đây là mẹ của Lộc. Hồi nãy mọi người đã coi rất là nhiều hình ảnh xinh đẹp rồi, còn đây nè, đây là cổ. Nhưng mà ngày hôm nay, trước khi chúng ta bắt đầu phần make up thì mẹ tự giới thiệu đi, có gì để nói với khán giả không? Xin chào mọi người. Thoải mái hào sảng là giống như mấy cái lúc mà chửi khách ở quán vậy đó. Lần đầu tiên xuất hiện mà anh đâu biết nói gì đâu. Đột nhiên thẹn thùng một cách bất thường, chứ bình thường là chửi người ta ra rã mọi người. Cho nên là chắc là phải cho mẹ một ít thời gian nữa thì mẹ mới bắt đầu thoải mái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu make up thôi. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ make up trước nha. Bởi vì người con gái ngượng ngùng thật chân này thì chưa có thoải mái liền đâu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trắng băng đô lên, tóc đỏ, tóc ơ đồ. Hỏi một câu hỏi nhẹ, như đồn hồi đó trẻ trai theo nhiều lắm không? cười có nghĩa là thiệt đó mọi người. Đâu có mẹ có gì chia sẻ nhẹ, đầu tiên là con sẽ rửa tay trước. Nhờ trai theo mới có con đó. Ủa nhưng mà ba là người thứ bao nhiêu ta? Một trong số rất là nhiều người, mẹ có nhớ được tầm khoảng người thứ bao nhiêu không? Nhiều quá hả? Ba là người thứ hai. Ba là người thứ hai. À nhưng mà trước đó là nhiều trai theo nhiều đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi nữa chứ mọi người, không hề ngại luôn. Ok đúng rồi luôn. Nhưng mà cái này thì Lộc biết là mẹ sẽ hơi ngại để kể. Nhưng mà Lộc có biết là hồi đó rất là nhiều người thích mẹ. Cái mẹ nói là ở trong xóm có cái ông nọ giang hồ đúng không? Cho nên nếu mà ông nói là mẹ mà đi chơi với ai là chặn đường đó đúng không? Đúng rồi. Con nít của những năm hồi xưa quỷ ma kia mọi người bạn nhìn thấy sao? Ok, bây giờ bắt đầu tiếp thôi. Nhưng mà tại người ta thích mẹ chứ bộ. Ok mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ lau toner. Thật ra thì hồi xưa cổ cũng điệu lắm, nhưng mà dạo gần đây thì theo thời gian cái điệu đó đã bớt rồi. Lộc hy vọng là một hôm lục lúc đẹp trời nào đó, năm Lộc 30 mấy 40 tuổi thì Lộc sẽ không có bị bê tha giống như vậy. Skin care. Thì thấy camera là người ta che giấu bản thân đi nha. Hồi đó trong bệnh viện nói ra rã, lúc nào nó lớn tiếng. Cái này nó tác dụng gì vậy? Cái này hả? Cái này sản phẩm này không được tài trợ nên mình sẽ không nói gì về nó nghèo hả? Và bây giờ sẽ đến bước đánh nền. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có sẵn một người mẫu rất là xinh. Mặc dù 50 tuổi nhưng da vẫn còn rất là đẹp. Đâu nghiêng qua nghiêng lại cho chúng sanh thấy cái da nè. Đó, tôi nói tôi di truyền. Và kỳ trước Lộc đã có thực hiện một cái blog trang điểm là đánh nền để giúp chúng ta trẻ trung hơn. Nhưng mà ngày hôm nay Lộc nghĩ là thực hiện ở trên mẹ của Lộc chắc là nó sẽ work và nó sẽ thuyết phục hơn nữa. Bây giờ đánh nền thôi nha. Đầu tiên á, có một cái Lộc nhắc lại thôi. Với những cái người lớn tuổi thì chúng ta chịu khó là chúng ta đặt nền á, chúng ta hãy né cái vùng gần khóe mắt ra. Nền thì chúng ta sẽ đánh từ trong ra, nhưng mà chúng ta sẽ không có đặt gần cái khóe mắt quá để nó tránh những cái nếp nhăn vốn có. Bây giờ mình sẽ tán từ trong tán ra nhé. Nhưng mà nhớ nha, mọi người thắc mắc thì có thể xem lại cái blog mà trang điểm để khiến cái da trẻ trung hơn. Nhưng mà Lộc sẽ nhắc lại nha, là Lộc sẽ tán ở dưới trước, sau đó Lộc sẽ tán lên trên sau, để cái phần này nè nó blend xuống dưới đều trước, nó không có bị đóng cặn ở gần cái vùng mắt và gần những cái nếp nhăn mắt mà chúng ta có. Ding 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 ding. Xong. Nhìn cổ e thẹn vậy thôi thì mọi người sẽ không biết. Nhưng mà hồi xưa có một cái rất là nhiều câu chuyện. Thật ra Lộc và mẹ hồi đó đã share và dùng chung một cái thùng trang điểm, mẹ nhớ không? nhớ. Trời ơi bẽn lẽn. Dạ trưng. Hồi đó những cái món đầu tiên, đồ make up đầu tiên mà Lộc sử dụng á là xài ké của mẹ hết, có nhiều cái thùng trang điểm. Mẹ nhớ là ở trong đó có hiệu gì không? Con nhớ có Rimmer, Stay London nè, CoverGirl nè, nhớ không? Những cái hiệu xưa mà con nít bây giờ chắc là không biết. Hồi xưa thì mọi người thì sẽ dùng mà mắt nước của Baby Box. Mẹ chỉ nhớ có cái phấn mắt của Lâm Cơm nè. À, phấn mắt của Lâm Cơm. Mascara của Lâm Cơm nè. Hồi đó ở trong xóm CoverGirl nè. Dạ, CoverGirl. Còn phấn
thủ rồi đó, mình xài cái phấn Cuti. Phấn Cuti. Cuti hồi xưa không biết bây giờ kêu là cái gì. Hồi đó mấy bà trong xóm mỗi lần đi đám cưới là qua nhờ trang điểm mình không? Nhớ. Hồi đó điện một cây luôn đó mọi người. Trang điểm cũng rất là thần sầu quỷ khóc nha. Cũng tuyệt, rất là nhiều tuyệt chiêu tuyệt kỹ. Nhưng mà theo thời gian thì lười đi mất rồi. Dạo gần đây, trong mấy năm gần đây thì không còn chăm sóc bản thân nữa. Mẹ nhớ từ bao giờ mà đột nhiên bỏ bê không còn làm đẹp nữa không? Nhắm nhắm tầm được khoảng bao nhiêu năm nay? Không nhớ, bỏ từ từ. Bỏ từ từ. Nhường lại cho con. Được thừa. Bây giờ sẽ đến bước concealer nhé. Vẫn là chúng ta che đúng cái chỗ cần che nha. Nhưng mà chúng ta sẽ tránh cái vùng nếp nhăn mắt ra. Tại vì mình sẽ không có khiến cho cái concealer mà nó gần cái miếng mắt dưới của nó sẽ khiến cho con mắt bị hiếp lại. Con nói tiếng Anh vậy người ta biết không? Mấy đứa ngu như mẹ nó biết cái đó là gì. Bây giờ chúng ta sẽ phủ phấn nha mọi người. Đây là cái hộp phấn của cổ mà Lộc mua cho cổ chắc là 3-4 năm trước rồi. Cái mẫu cũ nè, có đá bánh, pha lông. Còn cái mẫu mới đây là biểu hiện minh chứng rõ có sự không còn chăm sóc bản thân nữa. Nếu chúng ta hơi lớn tuổi thì đừng có ngại phấn mà hãy lựa những cái loại phấn mà có cái hạt mịn á, hoặc là loose powder và dùng cỏ, chứ đừng có dùng cái bông có sẵn trong phấn. Phấn thì để chúng ta không có bị già thì mình sẽ đánh từ ngoài, đánh vô để cái hơi cái hạt phấn nó đã vơi bớt rồi nó sẽ không có đọng lại. Bây giờ chúng ta sẽ đánh phố nhé. Thật ra thì Lộc biết một vài cái nguyên tắc nhưng mà Lộc cũng chưa có kinh nghiệm thực tiễn ở trong cái chuyện make up cho người lớn tuổi bao giờ. Cho nên là hôm nay để coi còn một lát hồi nó sẽ ra cái gì. Mọi người, mặc dù chiếc mũi xinh xắn này mặc dù đã có được độn tích kê và được cơ cấu nhưng chúng ta vẫn cứ đánh phố một xíu đi. Lộc thì không sửa gì hết nhưng mẹ Lộc có sửa mũi nha, chỉ sửa mũi thôi. Bây giờ sẽ đến má hồng nhé. Cả hai mẹ con sẽ cùng xài chung một bộ mỹ phẩm nền màu mắt. Tất cả mọi thứ sẽ đều giống nhau hết luôn. Mỗi lần mà Lộc đi hát hay đi diễn cái gì đó, từ trước giọng hát Việt á, thì Lộc hay lục đồ của mẹ, Lộc xài đồ của mẹ. Mà như mấy cái đó hết đắt chứ khi không xài không. Đúng rồi. Đó, gương mặt trẻ trung liền. Mình sẽ đến má hồng ngay thơ. Có một cái mà mô cơ và mô da của mẹ Lộc tốt hơn á, hoặc là do mẹ mập. Cho nên là bây giờ vẫn còn hai cái gò má ở đây nhưng mà Lộc đã không còn. Mọi người, ở đây của Lộc là xương thôi mà, cái này là ảo ảnh thôi. Để ăn gian á, bình thường chúng ta sẽ không có đánh màu mắt á, thì cái đầu cỏ to cái mình quẹt má hồng lên đầu mũi, mình quẹt qua mắt rồi luôn, mình quẹt một xíu qua cằm để nó blend đều vậy. Mở mắt thì không có bọc làm gì già rồi bốc mỡ bốc măng gì chứ. Có nhiều bà móc xong mà con mắt như hai cái hàng cua. Ồ vậy nó mỏ. Trời, đang bình luận nói xấu xã hội kìa. Ý là nó ngoài trừ cái mũi rồi không sửa gì hết đúng không? Thôi giờ để nhường cho con xin hết. Nhưng con có sửa gì đâu. À, mẹ có mẹo làm cho mắt từ mí lót thành hai mí chia sẻ cho các bạn không? Quên rồi. Có đó mọi người. Thật ra cô bé Điệu Hạnh này hồi xưa á, mặc dù cổ đang bán, lúc đó là bán ngoài chợ mình nhỉ? Bán ngoài chợ đúng không? Nhưng mà ngày nào cũng dán mí giả hết á. Ngày nào cũng dán, sau đó là tăng cân rồi giảm cân rồi tăng cân giảm cân. Cái sau này từ mí lót nó thành hai mí luôn. Mà bây giờ lớn tuổi rồi thì nó bị sụp cái mí bớt. Chứ hồi xưa mắt của mẹ Lộc là mí lót. Còn cái mí này của Lộc là di truyền từ ba của Lộc nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần màu mắt thôi. Vẫn theo nguyên lý cũ nha, Lộc sẽ sử dụng một cái màu highlight để làm căng mướt cái bồng mắt. Tại vì khi mình lớn tuổi thì chúng ta sẽ có hiện tượng là bị nhăn nhăn và bị sụp mí và bị cái da nó bị mất cái độ ẩm. Cho nên cái base Lộc sẽ không có lót màu lì mà cũng sẽ đánh kim tuyến trực tiếp lên mắt luôn mà không có phủ primer hay lót một cái màu lì ở dưới hết. Một lát nếu mà chúng ta cần cut crease thì chúng ta sẽ cut crease. Và mắt tiếp theo chúng ta sẽ cut crease nha. Bây giờ sẽ đến một đoạn rất là khó là mắt nước. Lại vì Lộc vẽ thì Lộc rất là dễ nhưng mà Lộc hiếm khi nào vẽ cho người khác. Rồi chúng ta sẽ trang điểm theo nguyên lý Thúy Vân mà hôm bữa Lộc có nói. Đầu tiên chúng ta sẽ cơ cho cái con ngươi bự ra bằng việc là vẽ tròn ở chính giữa hai bên luôn. Lộc chỉ mới vừa vẽ hai cái đường chính giữa thôi mà thấy con mắt nó tỉnh táo hơn nhiều. Rồi nhắm. Mẹ có chia sẻ gì về ba không? Có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Hồi đó lúc mới quen nhau. Chia sẻ kỷ niệm á. Có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Hồi lúc mà cua đổ nhau rồi đó. Có. Ba Lộc là bạn của ông ngoại Lộc. Rồi lòi ra Lộc. Không, kể chi tiết hơn. Ba vốn là bạn của ông ngoại rồi sao nữa? Thì ba đến nhà ông ngoại chơi. Rồi ba thấy mày đẹp. Oh my. Cô gái này không ba cua. Rồi sao nữa?
rồi từ 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 mới lòi ra con. Cái nào cũng lòi ra mình trời nói hoài. Nhưng mà giữ giữ bí mật. Hồi đó Lộc có nghe ba Lộc, mẹ Lộc kể đó là ba là bạn hàng, bạn buôn bán rồi mà. Hình như buôn đồ điện tử hay cái gì đấy với ông ngoại. Nhưng mà ban đầu gặp ông ngoại thì chưa gặp con của bạn thì kêu ông ngoại là anh. Nhưng mà sau khi qua nhà chơi gặp con gái của bạn rồi thì kêu ông ngoại là chú. Bằng bác. Chuyển mục tiêu liền. Hồi đó có lần nào mẹ cũng gọi ba là chú mà đúng không? Có. Sau đó ba nói là sao? Tiền kêu anh bằng chú. Nói cái cho gà đó mọi người. Đừng kêu anh bằng chú, sợ. Chân mày nhé. Không, đi. Vô. Bây giờ sẽ đến phần môi nha. Lập sẽ dùng chì cái môi để ăn gian cái môi xíu. Ta-da! And we finish. Hôm nay thì Lộc đã trang điểm cho mẹ xong rồi. Đây, và bây giờ vlog của chúng ta chắc là đến đây thì đã hết rồi. Hy vọng là mọi người sẽ có những khoảng thời gian giải trí thật là vui vẻ. Và mong là tất cả mọi người và gia đình sẽ có một mùa Tết thật là bình an nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye!